7 lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu cuộc sống một Đặt những mục tiêu không thực tế, không thể đạt được. Không ai đánh thuế ước mơ nhưng đặt mục tiêu quá cao, phi thực tế chỉ khiến bạn có cảm giác tiêu cực. Ví dụ với mức lương hiện tại 10 triệu đồng bạn đạt mục tiêu 200 triệu một tháng. Điều đó thực ra quá xa vời nên bạn không thể đạt được mục tiêu. Không hẳn là bạn không thể đạt được mà tất cả mọi thứ cần thời gian và lâu hay mau còn phụ thuộc nhiều vào năng lực của bạn. Đặt mục tiêu cao hơn để cố gắng mỗi ngày là điều nên làm. Tuy nhiên với mục tiêu quá cao bạn dần sẽ cảm thấy tự ti và kém cỏi vì mãi không đạt được một góc nhỏ của mục tiêu đó. Lời khuyên, hãy đặt những mục tiêu trong tầm với và mục tiêu đó có thể cao dần theo từng tuần, từng tháng, từng năm. Tận hưởng cảm giác tự hào khi hoàn thành từng mục tiêu đó sẽ là động lực để bạn tiến xa hơn. Hơn nữa, đừng chỉ mục tiêu vào cuộc sống vật chất mà bỏ quên những thú vui khác. Bạn thích một gia đình hạnh phúc, ngắm con cái trưởng thành mỗi ngày hay là chỉ là một triệu phú cô đơn mãi chạy theo tiền bạc? Hãy đặt mục tiêu của bạn dựa trên những người và những thứ mà bạn đánh giá cao nhất trong đời. 7 lý do khiên ban không đạt được mục tiêu tiêu hình anh. Bạn không đạt được mục tiêu vì bạn xây dựng mục tiêu quá cao so với thực tế. 2. Quá tập trung tới mục tiêu. Thành công không phải là đích đến mà là cả một hành trình. Nếu bạn chỉ tập trung đến điểm đến cuối cùng mà bỏ lỡ những vẻ đẹp trên con dẫn đến nó thực sự là một sự phí phạm. Những thăng trầm mà bạn trải qua trên con đường đó thực sự rất thú vị và đó chính là cách cuộc sống này tôi luyện ý chí trong bạn. Thậm chí có khi bạn chạm đến đích bạn vẫn không thấy tự hào bằng những gì mình đã đối mặt và vượt qua trên con đường dẫn tới thành công. Lời khuyên, đừng chỉ tập trung vào kết quả sau cùng, mà hãy trân trọng từng khoảnh khắc diễn ra trong hành trình đi tới mục tiêu. Xem đó là niềm vui, những điều ý nghĩa từng thử thách con người bạn để bạn tìm ra được chính mình. 3. Không lập kế hoạch hoạt động để đạt được mục tiêu nếu không lên kế hoạch tức là chuẩn bị cho thất bại. Vì chỉ khi có kế hoạch bạn mới biết chính xác hôm nay bạn nên làm gì, làm gì, tuần tới. Tháng tới bạn nên làm đi để đạt được mục tiêu nếu không sẽ bạn lạc lối như đang đi trong rừng rậm, việc sống sót còn khó nói gì về tới đích. Có thể nói, lập kế hoạch tức là bạn đang có chìa khóa mở toang cánh cửa thành công đấy nhé. Lời khuyên, để tránh việc không đạt được mục tiêu, bạn chia từng mục tiêu thành những mốc có thể quản lý được mà bạn muốn đạt được mỗi năm, mỗi tháng và mỗi tuần. Do đó, Hôm nay hãy đặt mục tiêu và bắt đầu lên kế hoạch hành động để bạn thực hiện được. Sau đó hãy ngồi yên sau tay lái và tận hưởng hành trình. 7 lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu tiêu hình anh hai. 4. Tập trung quá mức vào quá khứ. Những lỗi từng lặp trong quá khứ khiến bạn lo lắng mình sẽ lặp lại với cách giống hệt như thế. Và kết quả là dù không muốn bạn vẫn để cho nỗi sợ xâm chiếm tâm trí và chúng chiến thắng sự sáng tạo và bản lĩnh trong bạn. Có những điều dù là đại gia hay kẻ bần hàn cũng phải chấp nhận trong cuộc sống này. Lời khuyên, quá khứ đã lùi xa rồi, hãy bao dung hơn với chính mình và chiến thắng nỗi sợ hãi. Việc bạn, việc bạn đang sống và có cơ hội sửa sai đã là một phép màu rồi. Hãy cứ cố gắng hết mình rồi bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. 5. Quá nhiều mục tiêu cùng lúc. Trong hầu hết trường hợp, đặt tầm nhìn cao là một điều tốt. Nhưng khi lập mục tiêu cuộc đời, có một điều gọi là quá nhiều. Có quá nhiều mục tiêu có thể làm bạn mất tập trung và ngăn bạn đạt được những thành tựu bạn muốn. Lời khuyên Hãy giữ cho mọi việc đơn giản. Đặt một hoặc hai mục tiêu cuộc đời cho mỗi phần của cuộc sống quan trọng với bạn: gia đình, sức khỏe, nghề nghiệp, tình yêu, tâm linh. 6. Suy nghĩ tiêu cực. Khi đặt ra mục tiêu cho bản thân xong bạn vẫn hoang mang về con đường của mình và chính sự hoang mang này kéo bạn lại. Suy nghĩ quá nhiều khiến bạn bi quan hơn và chỉ tập trung vào nhiều điểm bất lợi của mình và chùn bước. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ như sâu mọt cứ đục đẽo từng chút một tâm hồn bạn khiến bạn kiệt sức. Hãy nhận diện những nỗi sợ khiến bạn không giàu, không thể giúp bạn tiến bộ được. Lời khuyên, hãy tin vào bản thân mình vì cách duy nhất nghĩ là hành động. Hãy hành động quyết liệt, dứt khoát và không quên sửa sai ngay khi cần. Cứ cho phép bạn sai sẽ sửa chứ không nên cầu toàn. 7. Không chịu thay đổi. Cho dù đặt mục tiêu hợp lý nhưng bạn vẫn làm theo những cách cũ mà không hề thử nghiệm, sửa sai thì đâu là cơ hội cho bạn đạt được những gì mình muốn. Thay đổi là điều bạn cần làm ngay lúc này nếu không bạn không đạt được mục tiêu lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Chỉ khi bạn có lựa chọn đúng đắn thì những cố gắng của bạn mới thực sự có ích. Lời khuyên, trước khi quyết định hành động gì hãy tự hỏi chúng có đem lại kết quả làm tôi đang tìm kiếm không. Nếu không, có lẽ đã đến lúc đi một hướng khác. Để tới đích bạn phải vừa đi vừa tự điều chỉnh bản thân nhắm tới mục tiêu cuối cùng.